Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay chúng ta cùng mở với tôi ở trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn thứ 4, từ câu 1 cho đến câu số 18. Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 4, từ câu 7 cho đến câu số 18, chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời ngay trong giờ này. Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 4, từ câu 7 cho đến câu số 18. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đứng lên để chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đọc câu lẻ và Hội Thánh sẽ đọc câu chẵn trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 4, bắt đầu từ câu số 7 như sau. Nhưng chúng tôi đựng củ quý này trong một cái chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi lẽ đủ bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như Kinh Thánh rằng: ta đã tin nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin nên tôi mới nói. Bởi chưng mọi điều đó sẽ đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến cho sự tạ ơn nên nhiều người hơn nữa dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Chúng ta đọc có 16, 17 và 18 trong sự xác quyết. 2, 3. Vậy chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, và những gì không thấy được là đời đời không còn lại. Amen. Những gì thấy được, những gì chúng ta đang sở hữu được chỉ là tạm, và những gì chúng ta không thấy được là đời đời vô cùng. Amen. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng ngồi. Chủ đề buổi sáng nay tôi muốn gửi với Hội Thánh là chỉ là tạm. Và đây là phân đoạn mà sứ đồ Phaolô đã viết gửi cho người Cô-rinh-tô. Và người Cô-rinh-tô là nơi có Hội Thánh mà Phaolô đến truyền giảng, và họ tin Chúa. Sau khi họ tin Chúa, Phaolô đã nhờ ơn Chúa và khuyên dạy và giúp đỡ cho nhiều điều. Nhưng mà có một số người bắt đầu đối diện với sự khủng hoảng, đối diện với sự khó khăn, và đang đối diện với những kinh tế bị thiếu thốn. Một số người đã ngã lòng, một số người đã tiêu cực, và một số người đã thối lui, và một số người đã có những tư tưởng không đúng đắn. Để rồi Phaolô muốn viết cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, gửi đến cho người Cô-rinh-tô để củng cố đức tin của họ trong Chúa Giê-xu Christ. Nhân danh Chúa Giê-xu buổi sáng hôm nay, tôi cũng nhờ ơn Chúa, tôi dùng phân đoạn Kinh Thánh này để gửi đến những anh chị em nào đang gặp khó khăn, đang gặp khủng hoảng, đang gặp những nan đề, đang gặp những cái sự thử thách quá lớn. Thì anh chị em nên nhớ rằng những gì đã xảy ra cho anh chị em thì cũng đã xảy ra cho các thánh đồ từ thuở xưa rồi. Nhưng mà sau đó họ đã nghe lời Chúa, họ đã vững tin lời Chúa, họ đã vượt qua mọi nan đề, và Đức Chúa Trời dùng họ trở thành nguồn phước. Và nhân danh Chúa Giêsu, tôi cũng công bố rằng Đức Chúa Trời của người Cô-rinh-tô cũng là Đức Chúa Trời của anh chị em trong Hội Thánh Sơ. Chúng ta hãy nói người bên cạnh: Đức Chúa Trời của Phaolô cũng là Đức Chúa Trời của tôi. Đức Chúa Trời của Phaolô, Đức Chúa Trời của người Cô-rinh-tô cũng là Đức Chúa Trời của tôi, và cũng là Đức Chúa Trời của anh chị em trong Sơ. Hãy nhìn người bên cạnh nở nụ cười, nói là mọi năng đề của bạn chỉ là tạm mà thôi. Nói người bên cạnh đây, mọi năng đề của bạn cũng chỉ là tạm mà thôi. Riêng Đức Chúa Trời mới là đời đời. Amen.
Thì ông Phaolô ông nói như thế này, tôi đọc cho quý vị nghe rõ chỗ này nha. Câu số 7: nhưng chúng tôi đừng cử quý này trong cái chậu bằng đất, tức là đang nói về cái linh hồn của ông đang ở trong một cái thân thể xác thịt này, hầu cho tỏ quyền phép dường ấy bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách. Có năng đề không anh chị em? Chúng tôi bị ép đủ cách hết. Lớp thì đi nhốt về thì bị người thăng la, đúng không? Lớp thì tại công chỗ công ty bị bạn bè ganh tị. Lớp thì ra ngoài đường thì gặp những người khác chê cười. Lớp thì bạn bè nó bo xì mình. Lớp thì kinh tế nhiều lúc nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi người thân hiểu lầm. Rồi trong hội thánh, trong anh em, trong những người hầu Chúa với nhau, có những lúc chúng ta chưa hiểu ý với nhau, làm tổn thương nhau bởi cái nhìn, cái lời nói hay là hành động nào đó. Phaolô đang bị ép đủ bề. Còn những người đang có mặt tại đây, quý vị có bị ép đủ bề hay chỉ mới bị ép một bề thôi? Thế giờ ông Phaolô bị như thế nào? Đủ bề hết. Mà riêng chúng ta thì chỉ có một bề. Như vậy một bề mới đủ tất cả mọi bề, thì cái nào nhiều hơn? Mọi bề, đủ mọi bề hết. Ông Phaolô ông gặp như thế nào quý vị biết sao không? Ông bị roi vồ, ông bị tù đày, ông bị đánh thiếu một roi nữa là bao nhiêu? 40 roi. Rồi ông bị quăng, rồi ông bị chìm tàu, rồi ông bị quy lên sóng gió, quy lên bão tố, rồi quy mấy đêm dạy dối nữa. Rồi ông bị gì nữa? Ông bị tống vào trong tù, bị đánh, bị đập với Sela, chúng ta nhớ không? Rồi người Giu-đa nghi ngờ ông, rồi người khác tấn công ông, ông bị ép đổ một bề hết. Cho nên ông viết cái sách này, ông gửi đến người Cô-rinh-tô, ý ông muốn nói rằng: anh em ơi, anh em chỉ bị thử thách chỉ có một bề, còn riêng tôi thì đủ mọi bề, tôi thì trăm bề thoạt đến. Nhưng mà sau đó kể cả ông Gia-cơ, ông nói là hãy xem sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Tôi mong rằng sứ điệp buổi sáng hôm nay sẽ đánh tan đi tất cả những con người nào tự thương bản thân của mình. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi công bố sứ điệp buổi sáng hôm nay sẽ xua đuổi đi tất cả những con người nào cảm thấy là năng đề của tôi là vĩ đại nhất, không có năng đề nào vĩ đại bằng năng đề của tôi. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi công bố là tất cả những điều đó phải bị hạ xuống và chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng vĩ đại mà thôi. Amen. Năng đề không phải là vĩ đại. Amen. 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 Khó khăn không phải là vĩ đại, mà Đức Chúa Trời mới là đấng vĩ đại. Tất cả cái đó là tan. Và câu đó là tôi bị ép đủ một bề, đủ một cách, nhưng không đến cùng. Chúng ta nói từ bên cạnh: gặp thử thách nhưng không đến cùng đâu. Amen. Gặp thử thách nhưng không đến cùng đâu. Không, đúng rồi, rồi sẽ qua. Rồi nó sẽ qua. Đúng không anh chị em? Không tận cùng đâu. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng đầu tiên và đấng tận cùng. Đúng không anh chị em? Chúa Giêsu chúng ta đã hôm qua, ngày hôm nay và ngài là đến đời đời, ngài không thay đổi. Amen. Chúa Giêsu ngài không thay đổi, mọi hoàn cảnh chúng ta phải được thay đổi. Amen. 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 Tôi đã từng chia sẻ điều này trước đây, mà quý vị biết rằng lúc đó hội thánh chúng ta cũng gặp đủ mọi bề, đúng không? Lớp thì bị xây xa được, lớp thì chưa có giấy phép, lớp thì thiếu thốn, nhà bị người ta lấy lại, đủ một cách hết. Nhưng sao? Tôi bằng tuyên bố rằng Chúa Giêsu là đã không thay đổi thì mọi hoàn cảnh năng đề chúng ta phải thay đổi. Amen. Để một thời gian bây giờ chúng ta thấy rằng quá thật, mọi năng đề đã được thay đổi. Amen. Còn chúng ta đã kinh nghiệm Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của sự tốt lành. Amen. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, vừa rồi thì Chúa cho tôi đã kinh nghiệm những cái sự lạ lùng. Thật sự anh chị em biết sao, đôi lúc chúng ta ở ngoài trong thuyền á, chúng ta sẽ thấy êm ả, nhưng mà êm ả trong bốn bức tường, không có kinh nghiệm phép lạ. Nhưng mà bước ra khỏi thuyền không êm ả chút nào. Nhưng mà bước ra khỏi thuyền là gặp sóng gió, bước ra khỏi thuyền là gặp bão tố, bước ra khỏi thuyền là gặp thử thách. Nhưng mà trong bão tố, trong sóng gió, trong thử thách đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách sống động. Amen. Amen anh chị em. Có phải là phi ra bước ra khỏi thuyền không? Ông có gặp sóng gió không? Ông có gặp bão tố không? Ông có gặp sự kinh khiếp không? Nhưng ông đã kinh nghiệm bước đi trên mặt nước của Chúa. Amen. Nhưng ông đã kinh nghiệm lúc ông bị sa sút, ông bị yếu đuối, ông đã bị chìm xuống nước, và ông đã thấy được bàn tay nhân từ đã kéo ông lên khỏi. Amen. Những người đang có mặt hôm nay hãy nhớ rằng Chúa của Phi-a-rơ cũng là Chúa tôi và anh chị em đang thờ phượng. Như tôi có làm chứng cho một số anh chị em biết vừa rồi, mục đích của tôi là tôi muốn đi đến dự đại hội ở tại bên Florida.
Florida, nhưng mà tại tôi mua vé thì tôi chỉ mua vé từ Sài Gòn đi tới Cali thôi, và từ Cali tôi mua về Việt Nam. Nhưng mà từ California qua tới Florida thì tôi chưa mua vé. Tôi định đi với một ông vị mục sư nọ, mà ông mục sư nọ ổng giờ cuối ông còn chưa mua vé nữa, vì ổng là người ở nước ngoài cho nên ổng thành công, cho nên đối với ổng 1.000 hay 2.000 đối với ổng chuyện nhỏ lắm, còn đối với tôi 1.000 hay 2.000 như là bánh xe hơi vậy, nó nặng lắm, không phải đơn giản đâu. Mà rồi thì đại hội sắp tới rồi, tuần sau thì tới đại hội rồi, mà bây giờ mình lại chưa có vé để đi, chưa được đăng ký, mà đến đó rồi người ta có tiền, người ta thuê khách sạn, người ta ở, người ta có bà con này kia rồi, có chỗ ăn uống, rồi đóng tiền học, đóng tiền phí vào trong khách sạn, đóng tiền phí vào đại hội, rồi đủ thứ chuyện như vậy. Tôi nói là làm sao đây. Nhưng mà tôi biết rằng là Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời một sự tốt lành, cứ tin cậy nơi Chúa. Cứ rồi tôi ở nhà của một người chú kia, và tôi đi học với chú chỗ này, rồi tôi trở về, tôi đi học với chú chỗ kia, tôi trở về. Những lúc tôi ở nhà của chú đó thì tôi thường nhốt chung với anh chị em Salom vào mỗi buổi sáng, đúng không? Một ngày kia đang nhốt như vậy, và tuần sau là đến đại hội rồi, thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đang nhốt, đang ca hát, đang thờ phượng Chúa vui vẻ vậy, tự nhiên điện thoại tôi nó reo lên. Điện thoại reo lên thì tôi bấm vào, thì đầu dây bên kia cái người này là gì? Ông ta 60 tuổi, mà là 60 tuổi đầu tiên trên cuộc đời của ông gọi cho tôi một cuộc gọi đầu tiên. Có nghĩa là 60 năm ông có mặt trên đất này rồi, nhưng mà lần đầu tiên ông gọi cho tôi. Quý vị thấy như thế nào? Chuyện gì xảy ra ai mà biết được. Thế ông ta nói như thế này: "Ê mục sư, hình như tôi thấy mục sư đang ở tại Mỹ đúng không?" Thì dạ đúng rồi. Rồi nói chuyện qua lại, mục sư khỏe không? Thưa dạ khỏe. Nói chuyện vui vẻ, kể một vài kỷ niệm đi Việt Nam này kia xong xuôi. Ông nói như vậy mục sư có đi đại hội ở bên Florida không? Tôi nói dạ đi. Nhưng mà rồi mục sư đi bằng cách nào? Tôi nói cho đến bây giờ ông mục sư Nhật ông chưa mua vé với tôi, cho nên tôi cũng chưa biết đi bằng cách nào. Ông nói thôi đi với tôi đi, thôi đi. Là sao? Bây giờ tôi mua vé cho mục sư bay qua tiểu bang của tôi, rồi tôi chở mục sư đến đại hội. Tôi nói cái này được rồi nha. Cái này được rồi nha. Amen. Rồi tôi hỏi ông là đại hội xong thì ông hỏi là khi nào mục sư về Việt Nam. Tôi nói tối 27 tôi mới về rồi, mà đại hội xong là ngày 25, thì ngày 26 thì mới xong xuôi. Như vậy làm sao mà từ Cali mà bay qua tới Florida, mà đi tới cái chỗ mà Pensacola nó là tới 6 tiếng mấy, gần 7 tiếng ngồi máy bay. Nó xa hơn đây qua Hàn Quốc, xa qua Nhật Bản nữa. Mà đi như vậy, về như vậy vé cả ngàn đồng, nhưng làm sao? Thì ông nói chuyện nhỏ mục sư, tôi sẽ mua vé cho mục sư từ chỗ đại hội về thẳng Cali luôn. Thấy quý vị thấy phải sự dẫn dắt của Chúa không? Thế là Chúa cho tôi được, có cảm ơn Chúa tôi nó được á. Rồi ông nói thôi cấp máy đi, gỡ dùm cho tôi cái bách bò của mục sư. Và từ ngay lập tức tôi gỡ một cái thì đưa vô. Anh Thiện Dũng đã mua vé bập cho tôi hết xong xuôi. Cảm ơn Chúa, tôi bay qua được bên Texas, tôi gặp được anh Dũng Lưu, gặp được mục sư Dũng để bàn tất cả cái công chuyện sắp tới tại Việt Nam. Ôi cảm ơn Đức Chúa Trời, mình không tính trước mà Đức Chúa Trời đã tính trước cho mình hết rồi. Trong những ngày tới, Hội Thánh Salon sẽ kết hợp với anh em con cái của Chúa bên đó, có nhiều công việc để chúng ta mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người yêu mến Chúa trong Hội Thánh Salon sẽ không thất nghiệp, và quý vị sẽ có nhiều công việc để phục vụ Đức Chúa Trời, để cứu người, nuôi người và xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Ôi tuyệt vời vô cùng. Sau đó Chúa cho tôi lại gặp đầy tớ của Chúa, mục sư Quỳnh Quốc Khánh, ông tại bên đó, và cũng bàn công việc sắp tới tại Việt Nam nữa. Và tôi thấy từng công việc Chúa dẫn dắt tuyệt vời vô cùng. Xong xuôi hết công việc, bắt đầu chúng tôi lên xe đi qua bên đại hội trong sự vui vẻ, đi trên xe ca hát thờ phượng Chúa cầu nguyện. Ôi chàng ơi, phước hạnh vô cùng. Đến nơi đó và cái người anh em nó nói là gì? Mục sư, tôi đã đặt khách sạn hết cho mục sư rồi đó. Tôi nói thôi cho tôi ở chung với mấy anh em, ở thường thường tôi ở khách sạn gì. Ông nói không, mục sư phục vụ Chúa cho nên mục sư xứng đáng ở một cái phòng riêng biệt như vậy. Tôi hết hồn, cái phòng 400 đô đêm. Ông nói cho tôi mấy đêm. Tôi nói thôi, tôi nói trong lòng thôi đừng mua khách sạn cho tôi, ok đây, đừng kiện cho tôi. Được không, tôi về tôi đi với Chúa với anh em được không? Ý tôi nói là vậy, nói trong lòng nhau, nói ra miệng. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Anh Dậu thì Dũng là thôi mục sư ơi, xuống ráng chịu đi. Thôi mục sư cứ ở đó yên tĩnh để lo công việc, và cảm ơn Chúa. Xong suốt mấy đại hội lo hết chương trình cho tôi. Và bay về Cali, quý vị thấy như thế này nè. Từ ở tại tiểu bang ở tại bên Florida để bay về Cali á, thay vì máy bay đi thẳng thì nó không có chuyến thẳng, cho nên nó bắt buộc nó phải ghé một trạm ở tại Atlanta. Nhưng mà rồi vấn đề tại đây là đi dọc đường thì bỗng nhiên tới tại Atlanta thì đang bị bão. Quý vị thấy không? Cơn bão xảy ra và làm cho máy bay chúng tôi không thể nào đáp xuống Atlanta được, cho nên máy bay đã dừng dọc đường và đậu xuống chỗ mà Birmingham gì đó, và rất là căng thẳng. Một số người đó có lẽ là mình bị sai chặt rồi, mình có tội lỗi gì đây,
hay là sao đây mà tại sao máy bay mình không được đi tới nơi tới chốn mà bị dừng tại một chỗ. Dễ khi chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ bị lên án và phán xét người khác, đúng không anh chị em? Suốt tháng qua gia đình chúng tôi đọc sách Dốt, đọc sách Dốt từng đoạn như vậy. Tôi với vợ tôi, con gái, anh trai, chúng tôi đều bàn với nhau, xin Chúa giúp cho chúng ta là gì? Khi trong hội thánh có năng đề gì, chúng ta đừng vội vàng kết án anh chị em của mình. Amen. Ai làm sai thì người đó chịu. Còn việc của chúng ta chỉ cầu thay năng đỡ, đừng bao giờ kết án người khác. Amen. 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 Chỉ chúng tôi dừng lại cái đó. Mà máy bay nó đậu lâu quá đó, thì nó bị hết xăng. Mà ông phi công nó làm, bây giờ ông không dám bay về Atlanta. Nếu bay về Atlanta mà nếu mà không có chỗ bay, không có chỗ đáp á, thì máy bay bay vòng vòng lên bầu trời á, thì không đủ nhiên liệu thì nguy hiểm lắm. Cho nên phải đậu đó chờ người ta tiếp nhiên liệu mới bay tiếp được. Thế là máy bay, cái chuyến bay từ tôi Atlanta về Cali bị cancel, bị bỏ, chúng tôi mất chuyến bay. Wow, gặp rắc rối rồi. Nhưng mà rồi cảm ơn Chúa, mọi người thì ngủ ở phi trường, còn Chúa cho ông một sư phương là người Mỹ, người Việt, nhưng mà mày ông người Việt, ba ông là người Mỹ, cho nên ông giống như người Mỹ vậy. Ông nghe nói là tôi đến đó, ông chạy ra sân bay chờ tôi 3 tiếng đồng hồ để đưa tôi về nhà. Đưa về nhà, tắm rửa, cơm nước, ngủ nghỉ và bàn công việc. Ông nói là tôi muốn có công việc truyền giáo trong những ngày tới ở tại Việt Nam, nhưng mà tôi chưa biết liên lạc với ai. Sẵn đây chúng ta còn kết hợp với hội thánh Salon nghe. Tôi nói cái này được. Amen. Tôi vỗ tay ngợi khen Ngài. Tôi mới gặp nó một điều là đôi lúc chúng ta không hiểu được chương trình của Chúa. Đôi lúc chúng ta nghĩ nó như năng đề, nó như một sự kinh khủng, nhưng nên đó là tạm và Chúa mở ra để cho chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới hơn. Amen. Chúng ta nhìn người bên cạnh đó là mọi năng đề của bạn sẽ được giải quyết. Amen. Amen. Mọi năng đề của bạn sẽ được giải quyết. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh chép ở trong Thi Thiên 30 câu số 5 như sau. Thi Thiên 30 câu số 5 Kinh Thánh chép như thế nào quý vị nhớ không? Tôi thuộc rồi nhưng mà tôi muốn đọc lại cho nó rõ hơn cho anh chị em biết, để rồi chúng ta có thể nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời mà công bố trên đời sống của chúng ta. Thi Thiên 30 câu số 5. Vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài thì có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọn ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Vì sự giận của Ngài thì chỉ trong một lúc, mà ơn của Ngài thì có trọn cả một đời. Sự khóc lóc thì chỉ đến trọ trống, nhưng mà buổi sáng thì bèn có sự. Chúng ta vỗ tay người khen Chúa. Amen. Bao nhiêu người tin chắc rằng đây là lời hứa mà Chúa đang dành cho anh chị em? Bao nhiêu người tin chắc rằng sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm mà thôi? Nan đề nó chỉ đến trọ ban đêm mà thôi? Những sự thử thách nó chỉ trọ ban đêm mà thôi? Nhưng mà buổi sáng thì sẽ có sự vui mừng. Vì lý do đó mỗi buổi sáng anh em Salon lên Google để cùng thờ phượng Chúa. Và chúng tôi thường hát là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Mỗi buổi sáng chúng ta mở mắt ra, lỗ mũi chúng ta còn thở, mắt chúng ta còn thấy, miệng chúng ta còn nói, tim chúng ta còn đập, chúng ta còn hiểu biết, đó là nguồn phước rồi anh chị em. Anh chị em có tin không? Đó là tin. Chúng ta mở mắt ra mà thấy người thân của mình, nhất là vợ của mình ha, mà còn nở nụ cười của mình, mà còn thân mặt của mình, còn ở gần gũi mình, đó là phước rồi nha anh chị em. Chúng ta mở mắt ra mà thấy con trai mình, con gái mình, nó vẫn còn ngoan ngoãn, nó vẫn còn yêu mến Chúa, nó vẫn còn phụ với ba mẹ, nó làm công việc, đó là phước rồi anh chị em. Cho nên nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta biết rằng nan đề đến rồi nan đề đi. Nhưng mà Chúa là đấng cùng hoài. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh được chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11 và 12, tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn thứ 2 câu 11 và 12 như sau. Những câu thánh này quen thuộc mà tôi muốn anh chị em đọc. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ chạy đi đường, tôi khuyên và kiêng những điều xác thịt ưa thích là những điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở nghe lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dìm chỉ anh em như người gian ác. Đã thấy việc làm trong anh em, đến ngày Chúa thăm viếng họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Một lần nữa cho chúng ta biết rằng là trần gian là quán trọ, và mỗi một người trong chúng ta là lữ khách. Dù anh chị em có đối diện với những nan đề khó khăn hay là gặp bất cứ điều gì, cũng nhớ rằng trần gian chỉ là tạm. Đúng không chị em? Có nhiều người có giọng ca rất là hay, nhưng mà giọng ca nó cũng chỉ là tạm. Có những người kinh doanh rất là giỏi, thành công rất là giỏi, nhưng thành công cỡ nào thì điều đó cũng chỉ là tạm. Có nhiều đội bóng đó rất là hay, đá đâu thắng đó,
Nhưng một thời gian thì cuối cùng đội bóng nó bị loại rất là sớm. Như vậy thành công cũng chỉ là tạm, mà thất bại cũng chỉ là tạm. Vấn đề là đây là hãy bám chặt lấy Chúa để còn đến đời đời. Và phân đoạn cái thánh này phía đây muốn nói là anh em như người ở trọ, kẻ đến đường tạm lắm. Tôi khuyên anh em hãy kiên cử những điều xác thịt ưa thích là những điều chống trả lại linh hồn của anh em. Nhiều người nghèo họ đã không biết điều này, cho nên họ quá đầu tư về trần gian này. Họ khoe là ô tôi quen được nhiều cô lắm, tôi hại được bao nhiêu đời của đứa gái, rồi lấy sinh của bao nhiêu đứa, rồi gạt được người này, chiếm được người kia, rồi hơn điều này hơn điều nọ. Họ kể như là chiến tích lãi lùng của họ, nhưng mà cuối cùng trở về già đi ăn mày, cuối cùng trở về già như là một người đau khổ, rồi hậu quả để lại con cháu thật là bi thương, rồi cột thì chết để chi gia, mà người ta chết thì để tiếng, rồi tù tội, rồi đau khổ đủ điều. Cho nên anh chị em ơi, là con cái của Chúa, chúng ta nên nhớ rằng sống hãy để cái đức lại cho con cháu của mình. Amen. Đừng tưởng là mình gạt được người này là mình giỏi, hay là mình qua mặt được người kia là mình hay, hay là mình có thể mình hại đời người này được mình tốt, hay là mình có thể mình chiếm đoạt điều kia là hay. Không, cái hai cái tốt đây là cái chúng ta làm cho cha chúng ta vui lòng. Amen. Cha chúng ta vui lòng. Chúng ta sống làm sao đó mà vợ hoặc là chồng của mình mà hãnh diện về mình. Hôm qua thì cô Hiền hôm qua cô chia sẻ bên phụ nữ là tôi nghe cô kể lại là cô chia sẻ về những người nữ gọi là người nữ tài đức. Chồng nàng tin cậy nơi nàng, chọn đời nàng cũng như làm cho chồng mình được con mình được vui vẻ và phước hạnh. Cho nên anh chị em là con cái của Chúa, hãy nhớ trần gian là tạm, mà Chúa cho chúng ta những cái tạm đó để chúng ta làm sáng danh được Chúa Trời. Amen. Hãy tận dụng cái tạm đó để làm cái điều gì đó để phước đức lại cho con cháu mình. Amen. Và tên tuổi chúng ta khi nhắc đến người ta khen. Amen. Người ta mừng. Quý vị có dịp đi về quê ha, đi đến một số làng, khi đến cái làng nó nhắc tới cái tên ông già nó thì sao, mọi người nói ông già tốt lắm, ông nói là hồi xưa là cũng như người ta đói ông múc thóc gạo cho người ta ăn, rồi ông là người ta khó khăn á ông giúp đỡ, ông nói là mình cần cái gì ông tới ông giúp, ông không bao giờ tính toán. Có những con người sau khi họ chết rồi mà cái tiếng họ vẫn còn sống. Amen. Chết rồi mà cái tiếng họ vẫn còn vang. Nhưng mà có những con người á sống sau khi chết rồi á thì như thế nào quý vị, để lại nghe tới tên thì sao, kinh khiếp vô cùng. Cho nên quyền xin Chúa để giúp đỡ mọi người trong chúng ta hãy dùng những cái tạm đó để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sống phải có đạo đức, sống mà có hơn thua. Tôi thấy nhiều người ngày hôm nay đi theo Chúa rồi mà còn khoái tham gia ba cái trò quậy phá nhà nước, tham gia làm trò này, cái chuyện đó là chuyện của thế gian. Chuyện của chúng ta là gầy dựng người ta bước đi trong sự tin kính Chúa và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Là con cái Chúa thật, chúng ta đừng bao giờ có tư tưởng giết ai, hại ai, phá ai hoặc là làm bất an đến người khác. Amen. Amen. Nếu chúng ta làm những điều đó mình thật sự là chưa phải là con cái của Chúa. Amen. Ví dụ như quý vị nhỉ, bây giờ trong quý vị giữa bọn quý vị mà có ai làm tìm một cách làm sao trong phòng chết ngay ngày hôm nay thì quý vị có làm được điều đó không? Không. Tại vì sao? Tại vì mình đã tin vào Chúa Giêsu rồi, mình đâu có muốn ông phòng chết làm gì đúng không? Để ông có thể giúp đỡ cho người khác. Thì quý vị đã tin Chúa thật. Nhưng còn ma quỷ Satan thì sao? Nó muốn ông chết càng sớm càng tốt, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải biết rằng là cái gì xuống cho chúng ta mà hại người khác, điều đó không đến từ Đức Chúa. Amen. Và tôi là người mục sư của hội thánh này, tôi khuyên hội thánh sau đừng bao giờ tham gia bất cứ một hình thức nào để chống phá lại nhà nước. Amen. Quý vị làm những điều đó quý vị sẽ bị trách nhiệm trước mặt pháp luật và quý vị bị khiển trách và quý vị sẽ để lại hậu quả không tốt cho quý vị và con cháu quý vị nữa. Amen. Là cái đốc dân chúng ta phải sống như thế nào đó để danh của Chúa được vinh hiển. Amen. Tôi cảm ơn Chúa. Cách đây mấy tuần ông chủ tịch của phường, phó chủ tịch của phường gọi nói anh Phong ơi, phường đang cần ít quà để giúp đỡ cho những người tàn tật, người đau khổ. Anh có thể giúp cho chúng tôi một vài phần đó, tôi nói được. Trước đó bữa hôm Tết thì tôi đã giúp cho nơi đó được 60 phần trong sự vui vẻ. Và được vừa rồi thì tôi nghĩ là ông giúp và gần đủ rồi, tôi nên tôi giúp 10 phần. Và sau đó ông nhắn tin ông nói thôi cho tôi 10 phần nữa là 20 phần, mỗi phần là 300 ngàn. Tôi nói cảm ơn Chúa, cơ hội mình cùng hợp tác với chính quyền để giúp đỡ cho người nghèo, tôi giúp liền. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã giúp và công việc đã xong xuôi như vậy. Điều đó muốn nhắn nhủ với những người đang có mặt ở đây là mặc dù biết đời như là tạm, nhưng hãy biết cái tạm đó trở thành công việc gì đó để hữu ích cho công việc của nhà của Chúa. Amen. Chúa giúp đỡ cho anh chị em, hãy tin cậy nơi Chúa và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng xem lời của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 12 cho đến 19. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 đoạn 4
từ câu 12 cho đến câu số 19. Chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ để làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Amen. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ mà chịu sỉ nhục, thì anh em có phúc vì sự vinh hiển và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở đầu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như người giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thài lai việc người khác. Nhưng nếu có ai làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy mà ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Amen. Vì đến thời kỳ đến là khi sự phán xét khởi từ nhà của Đức Chúa Trời, và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng phục theo tin lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi thì những kẻ bội đạo và kẻ có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tự hóa tạo hóa thành tín. Amen. Tôi xin nhắc lại câu số 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em bị trong lò thử thách thì chớ để làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bại diệp. Bởi vì sao? Tất cả những khó khăn thử thách chỉ là tạm. Mà sao cái tạm đó thì chúng ta sẽ có phần thưởng. Vừa rồi thì một số bạn đã thi vào trong lớp 10 đúng không? Từ lớp 9 chuyển qua lớp 10, rồi lớp 12 chuyển vào đại học thì nó từng cơm á. Mà quý vị biết rằng các bạn muốn được cái bằng, muốn được cái bằng cấp 2, muốn bằng cấp 3, muốn vô đại học thì làm gì các bạn? Phải làm gì? Phải thi. Mà muốn thi thì làm gì? Phải học, luyện, học rồi chịu cực đủ thứ hết. Thì có học, có chịu luyện, có ôn thi thì mới có đậu được. Đúng không chị em? Chúng ta bao nhiêu người muốn mình trở thành một em bé mãi mãi, cứ nằm hoài trong nôi để mẹ đút sữa bú được rồi. Hay là quý vị muốn mình đứng lên, chạy tới, chạy lui và giúp đỡ cho mẹ mình. Amen. Hôm thứ sáu vừa rồi chúng tôi qua nhóm ở bên Vĩnh Lộc, thì có một ông vườn kia, ông cũng 80 tuổi rồi, và ông có một đứa cháu ngoại tên là bé Nấm, nó chút xíu à, mà nó dẫn ông đi vào trong nhà vệ sinh. Ông đi vệ sinh ở ngoài quê không quen rồi, cho nên nó tính là nó là người dậu nước cho ông, và nó dẫn ông đi. Nó ông ngoại đi từ từ, cũng chừng trượt té nha. Rồi ông thấy ông ngoại nằm xuống, nó lấy khăn ướt nó lau mặt cho ông ngoại, nó lau mắt cho ông ngoại, lau má cho ông ngoại. Rồi lấy thấy ông ngoại họ lấy dầu nó sức cho ông ngoại, thấy ông ngoại lau lên nấu ống đồ cho ông ngoại. Ông kìa, tôi có một đứa cháu xứng đáng đồng tiền bát gạo. Ông nói tôi có một đứa cháu, nó là hơn cả vàng bạc. Ông nói vàng bạc nó đâu có lo cho tôi được kiểu đó. Mà đứa cháu ngoại mới có chừng mới năm mấy tuổi rồi, con 4 tuổi à, 4 tuổi mà nó lo được cho ông ngoại kia đó. Tại vì sao? Nó trưởng thành. Còn những đứa không trưởng thành thì sao? Chỉ biết khóc nhè quậy phá, khóc nhè khóc nhè quậy phá. Nhưng tôi mong rằng tín đồ của Thánh Salom đừng khóc nhè quậy phá. Và tôi muốn tín đồ Salom là những người trưởng thành, biết lo cho những người lớn tuổi, biết lo cho những người nhỏ hơn, và biết giúp đỡ cho những người khó khăn hơn chính mình. Amen. Amen. Chúng ta nói rằng cái sự baby chỉ là tạm. Sự baby chỉ là tạm. Phải trưởng thành lên. Hãy trưởng thành lên. Amen. Lắc vai người bên cạnh nó, hãy trưởng thành lên. Hãy trưởng thành lên. Cảm ơn Chúa. Đừng có giận hờn vu vơ. Đừng có trách móc vớ vẩn. Amen. Chứ người trưởng thành ai giận kiểu đó? Người trưởng thành ai mà trách móc ba cái chuyện không đâu mà đâu. Người trưởng thành là nhìn xa trông rộng. Amen. Người trưởng thành là bỏ ba cái việc lặt vặt mà hãy nhìn đến mục đích mình đang đi tới. Cần phải biết công việc của mình là gì. Chỉ có những đứa bé nó mới giành bong bóng, chỉ có những đứa bé nó mới giành cục kẹo để đánh nhau giận hờn rồi bó xì. Còn những người trưởng thành là có kẹo cũng được, mà không có kẹo khỏi cần kẹo tăng cường. Amen. Đúng không? Những người trưởng thành là không có lặt vặt bong bóng, ta khỏi cần bong bóng mà ta cần xã hội. Đúng không? Ai mà giành bong bóng nữa? Chúng ta nói người bên cạnh giành bong bóng là xưa rồi, giành bong bóng là xưa rồi. Hãy trưởng thành lên, hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa mà kết quả cho danh của Chúa. Phải phục vụ và đưa đến sự kết quả với nghĩa danh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta trở lại trong Cô-rinh-tô để rồi chúng ta kết thúc tại đây. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 á, chúng ta để ý những gì mà Phao-lô đang nói tại đây nè. Chúng ta cùng để ý câu số 16 trở đi. Quý vị sẽ để ý Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 từ câu 16. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Chúng ta cùng nói là đừng ngã lòng. Đừng ngã lòng. Vì sao? Dầu người bề ngoài có phải là hư nát, tóc có phải bạc hơn rồi,
đúng không? Răng các bạn rụng nhiều rồi, sức khỏe các bạn không đạt được như người như lúc trước nữa. Bây giờ sức cỡ cô Dung ở Tân Phú bây giờ so với chị Lê Văn, cô Dung lại không? Không lại. Mà chị Lê Văn bây giờ so chung với Phương Anh, chị Lê Văn lại không? Sao lại được? Mấy người càng lớn tuổi thì yếu đi, giàu người bề ngoài có vẻ là hư nát, nhưng mà chúng ta cần phải là người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Amen. Người bề trong, chứ có người bề trong nó còn quan trọng hơn con người bề ngoài. Quý vị có tin không? Có nhiều người á làm tốt đủ cách hết, rồi làm đủ cách hết, trang điểm đủ rồi, nhưng mà bên trong nó buồn rồi. Tôi nói là che mặt cũng xấu quá, cứ nỗi buồn bên trong á, cái lớp kem nó phóng nó không che được cái nỗi buồn bên trong. Quý vị ha, nhìn cứ khuôn mặt, ngồi mà nhìn cặp mắt nhìn xa xăm, người ta chọc cái cười mà cười sướng á, cái nỗi lòng cái buồn bị tổn thương người chồng hay tổn thương người vợ hay là gia đình đã gặp rắc rối, cái nỗi buồn á, người buồn thì cảnh có vui bao giờ, nó thay thảm lắm. Nhưng mà có người bên trong chúng ta mà nó tràn đầy hy vọng, có người bên trong chúng ta mà tràn đầy niềm vui, có người bên trong chúng ta tràn đầy sự bình an. Tôi nói anh chị em là không trang điểm vẫn đẹp như thường. Amen. Amen. Không trang điểm vẫn đẹp như thường. Amen. Nhưng sao biết vậy? Sao biết hay vậy? Nhưng bên trong được bình an, cái lòng được vui mừng, sống thỏa lòng. Nhưng mà có chút trang điểm mà đặc biệt là những cái mỹ phẩm mà chồng đem ở xa về nữa thì nó tuyệt vời của con anh chị. Đúng anh chị? Xài ba mỹ phẩm dỗm á, nó hư da hư mặt. Mà mỹ phẩm mà chồng đem về đó thì tuyệt vời lắm. Cho nên nhờ Chúa, dầu người bề ngoài như thế nào nữa, nhưng người bề trong phải mỗi ngày đổi mới càng hơn. Nhưng mà có người bề trong đổi mới chỉ cần chúng ta biết là không phải bởi sức chúng ta, mà có người bề trong đổi mới là qua lời của Đức Chúa Trời. Chỉ qua lời Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh mới làm chúng ta trở nên con người mới, anh chị em ơi. Đúng không? Chúng ta mới trở thành con người mới. Có người mới dễ thương vô cùng, dễ mến vô cùng. Chúng ta được Chúa ban phước. Những người bề trong thì đổi mới càng ngày càng hơn. Chúng ta để ý câu số 17 nè. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm. Một lần nữa nhắc cho chúng ta. Hoạn nạn tạm. Amen. Hoạn nạn nhẹ và tạm. Hoạn nạn nhẹ và tạm. Hãy lắp vai người bên cạnh, nói với người bên cạnh một lần nữa. Tất cả nan đề chỉ là tạm. Amen. Tất cả mọi nan đề là tạm. Thử thách là tạm. Ngân hàng đóng băng là tạm. Đất đai đang bị đóng băng là tạm. Đất bao nhiêu lần đã đóng rồi mở rồi đóng chứ phải không? Chứ mà đóng luôn là chết ở đây mấy chục năm ngày trước rồi đúng không? Nhưng mà cuối cùng mở lại. Chúng bị mở. Hãy có tư tưởng tích cực đi. Cái tư tưởng tích cực nó quan trọng lắm. Có hai đứa con đang bị đi công việc ở qua cái chỗ cái Las Vegas đó. Mà quý vị, Las Vegas đó là một cái thành phố Nevada, nó là thành phố sa mạc. Nó là sa mạc mà xe hơi chạy với tốc độ 160 km/h, chạy mấy tiếng đồng hồ chưa hết cái sa mạc đó. Sa mạc mênh mông. Mà mỗi tàu là đi trên xe nó lại có hai vợ chồng với hai đứa con với tôi. Nhưng mà mỗi tàu là nước nó hết. Thì cuối cùng thì gần đến nơi, thì mà cũng chưa mua được chỗ nước á, thì người cha mới cầm một chai nước đưa xuống. Thì đứa con lớn á, nó nói là cái gì nước uống được gì đâu, nghỉ uống luôn đi. Và nó nói chuyện khác. Còn cái thằng nhỏ nó cầm lên, nó cười, nó cảm ơn Chúa, dầu vậy cũng còn được một chút nước. Và nó làm gì? Cảm ơn Chúa, cảm ơn ba, nó mở nắp ra nó uống. Và nó đã khác, và nó được tỉnh táo. Còn cái thằng kia lầm bầm, thêm lầm bầm. Lầm bầm, thêm lầm bầm, khác thêm khác, và bị ăn đồ. Bị ăn đồ. Lầm bầm, bị ăn đồ. Cho nên cái tư tưởng của chúng ta cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị thấy hoàn cảnh bên ngoài đang bị khủng hoảng, mà quý vị cứ cúng theo người thế gian, cứ nói lời tiêu cực, mà quý vị biết là miệng quý vị nói thì sao? Tai quý vị sẽ nghe. Tai nghe thì đức tin nó đến. Và chúng ta nói, vợ và con của mình cũng nghe, chồng và con của mình cũng nghe. Sợ nhất là những người đàn bà cứ lầm bầm đến nỗi một cái nát tương, nát xương, nát cốt trong chồng hết trơn á. Anh chị em ơi, hãy có một tư tưởng tích cực, đừng bao giờ có tư tưởng tiêu cực. 12 thám tử trở về mà 10 người tiêu cực đã chết trước khi hoạn nạn xảy ra. Đúng không anh chị em? Họ đã chết trước khi họ gặp quân thù đúng không? Nhưng mà hai con người tích cực, dù chỉ còn hai người với một đám thanh niên trẻ đối diện với một thành Jericho to lớn, quân thù dồn dền, nhưng mà Đức Chúa Trời giúp đỡ, hai con người đó vẫn chiến thắng được quân thù và họ được vào trong xứ hứa. Điều đây tôi đang nói với những người đang có mặt ở đây là gì? Hãy có một tư tưởng tích cực.
cực dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ nói những lời tiêu cực. Và hãy nhớ một điều, sự hoạn nạn nhẹ và tạm. Hãy nói người bên cạnh nhẹ và tạm lắm. Nhẹ và tạm lắm. Nhẹ và tạm lắm. Nó không phải là vĩ đại đâu. Đức Chúa Trời mới là đấng vĩ đại. Amen. Đáng ơn Chúa. Nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng và vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm. Rồi một lần nữa, muốn sự thấy được chỉ là tạm. Cái gì chúng ta đang thấy trước mắt là tạm. Tôi xin nói anh chị em, từ cái kiến này cũng là tạm, cái bờ tường này cũng tạm. Trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho bờ tường này sụp đổ. Nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố bờ tường này sụp đổ trong những ngày gần đây. Amen. Nó là tạm. Và nhân danh Giêsu tôi công bố cái màn này cũng tạm luôn. Tôi bỏ màn này luôn. Amen. Trong danh Giêsu cũng công bố cái TV này cũng tạm luôn. Amen. Những người trong cục thì quý vị sẽ hiểu biết. Amen. Cái gì chúng ta thấy được đó là tạm, mà cái gì chúng ta không thấy được ở trong linh, trong lời thì nó còn đến đời đời. Hỡi anh chị em yêu dấu, chúng ta bởi đức tin, chúng ta cần nói những gì chúng ta cần muốn thấy, đừng nói những gì chúng ta đang đối diện. Hãy có một tư tưởng suy nghĩ đi. Cách đây ví dụ như khoảng 10 năm về trước, 8 năm về trước, hoặc là 12 năm về trước, có lần nào đó quý vị đối diện với sự khủng hoảng mà quý vị nghĩ là kiểu này chắc chết rồi, kiểu này chắc chết rồi, không còn cách nào ra, chết rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay quý vị như thế nào? Vẫn còn sống, đúng không? Vẫn còn sống. Nhưng ví dụ như cách đây 20 năm về trước quý vị có cái gì? Suy nghĩ lại, cũng chẳng có gì cả. Nhưng bây giờ đùng một cái, trải qua bao nhiêu năm khó khăn, bây giờ nhìn lại gì? Khá hơn ngày trước nhiều lắm đó. Đúng không? Khá hơn ngày trước nhiều lắm đó. Ví dụ như ngày trước là có chiếc xe đạp, bây giờ có xe gắn máy. Đúng không? Ngày trước thuê nhà nhỏ, bây giờ thuê nhà lớn hơn chút. Đúng không? Ngày trước tóc mình còn đen, bây giờ tóc mình bạc rồi. Ví dụ vậy, khá hơn chút. Ngày trước độc thân, bây giờ có gia đình rồi. Ngày trước không có những đứa con, bây giờ có con rồi. Có như là chúng ta ngày trước chưa có lòng kính sợ Chúa giống như bây giờ. Bây giờ chúng ta đã hiểu về Chúa, đã tin vào Chúa. Há ngày bỏ chúng ta sao? Amen. Há ngày sẽ bỏ chúng ta sao? Hãy tin rằng những gì chúng ta thấy được là tạm, mà cái gì chúng ta không thấy được nó là vô lượng, đời đời vô lượng vô biên. Chúa sẽ cho anh chị em kinh nghiệm rằng, sẽ kinh nghiệm những điều mà tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống ta. Ở trong Đấng Christ chúng ta có đủ mọi thứ phước thiên liêng ở trên trời. Ở trong Đấng Christ chúng ta được tha tội. Ở trong Đấng Christ chúng ta được xưng công bình. Ở trong Đấng Christ chúng ta được trở thành thầy tế lễ. Ở trong Đấng Christ chúng ta sẽ được người mà Chúa dường như là không sai là đại sứ trong vương quốc của Chúa nữa. Cho nên hỡi anh chị em, một lần nữa trước khi chấm dứt, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng tất cả mọi nan đề, khó khăn, thử thách nó chỉ là tạm, và sự sống ở trong Chúa Giêsu Christ là đời đời vô lượng vô biên. Thân thể chúng ta là tạm, mà linh hồn chúng ta là vĩnh cửu. Amen. Thì những gì chúng ta làm ngày hôm nay nó là tạm, nhưng mà những cái gì mà chúng ta để lại những tiếng tăm tốt đẹp á, nó sẽ còn đến mãi đời sau nữa. Nên sống cần phải có đức tin, và sống cần phải có đức để lại phước hạnh cho con cháu mai sau. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện, và hãy công bố một lần nữa, tất cả mọi năng đề con chỉ là tạm. Chúng ta nói lớn lên, tất cả mọi năng đề của con chỉ là tạm. Hãy nói lớn lên, tất cả mọi năng đề của con chỉ là tạm. Hallelujah. Tất cả mọi năng đề của con chỉ là tạm chứ. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu đi. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Chúng ta lớn tiếng cầu nguyện cho bản thân chúng ta trong giờ này. Hallelujah. Chúng ta lớn tiếng cầu nguyện cho bản thân chúng ta trong giờ này. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu đi. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúng ta cùng nói Chúa của con muôn đời y nguyên, lời Ngài không đổi dời. Hallelujah. Ôi Chúa của con muôn đời y nguyên, Chúa ơi Ngài thành tỉnh thay. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ngợi khen Ngài Chúa Giêsu. Oh hallelujah, trong danh Chúa Giêsu con cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Oh cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Oh chúng ta hướng về Chúa. Chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện cho gia đình của mình trong giờ này. Chúng ta cầu nguyện cho chồng mình, hãy cầu nguyện cho vợ mình, hãy cầu nguyện cho ba mẹ mình, cầu nguyện cho con mình trong giờ này để họ vững vàng niềm tin nơi Chúa. Họ vững vàng niềm tin nơi Chúa. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi, cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Trong danh Chúa. Amen. Hallelujah. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.